tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video clip ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video clip ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C, đó chính là chiếc xe Kia Forte phiên bản SX. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được 9 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 350 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Chỉ 350 triệu đồng thôi thì quý vị và bạn sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng C Kia Forte phiên bản SX 1.6 số tự động. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Forte phiên bản SX 2012 này. Trước tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài, tức là về cái phần sơn và cái phần thân vỏ của chiếc xe. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe màu trắng chúng tôi cũng đã dọn dẹp lên đầy đủ rồi. Và ở những chiếc xe Kia Forte thì option thì không còn thiếu cái gì nữa. Từ khóa thông minh, đè nổ start top, ghế da, la răng đúc, cửa nóc, điều hòa tự động, màn hình, camera lùi, cảm biến lùi. Màn hình thì chủ xe cũng đã độ lên cái màn hình Android rồi quý bạn nhé. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần màn hình. Đầu tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần đầu của chiếc xe. Đấy, từ những cái cụm đèn pha này, rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho đến những cái cặp đèn gầm phía bên dưới này cũng vậy ạ. Còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, đèn pha rất là đẹp. Và cái đèn pha này thì chủ xe cũng đã độ lên cái bóng siêu sáng rồi. Đấy, từ những cái mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, từ 2012 tính ra đến bây giờ là đã 10 năm sử dụng rồi mà chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Và option thì lại rất là nhiều. Đấy, chủ xe cũng đã lên toàn bộ về những cái dàn lốp Michelin rồi các bạn nhé. Michelin Premacy 4 đấy ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp Michelin mà chủ xe cũng đã lên cho chiếc xe Kia Forte này rồi. Gương chiếu hậu là gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương quý bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, rất là đẹp. Nhìn về cái phần sau thì quý vị bạn thấy đây ạ, cái cụm đèn hậu cũng còn rất là đẹp này. Đấy, tôi đang quay chiếc xe này mà chiếc xe mẹc ở đằng xa xa kia đang nổ máy kìa. Đấy, cái mẹc ở đằng xa kia đang nổ máy mà máy kêu rất là to. Máy của xe mẹc còn kêu to hơn cả cái xe Kia Forte này quý vị bạn nhé. Đấy, toàn nghe thấy tiếng của chiếc xe mẹc kia thôi. Đây là chiếc xe Kia Forte phiên bản SX, chiếc xe này sản xuất năm 2012. Đấy, cụm đèn hậu này rất là đẹp luôn quý vị bạn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là mới này. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị camera lùi nguyên bản theo xe đây quý vị bạn nhé, camera lùi nguyên bản này. Đó, không phải là lắp thêm đâu nhé. Và phía bên dưới là có cảm biến lùi. Đấy, cảm biến lùi. Cảm biến lùi này là cũng cảm biến nguyên bản của xe rồi quý bạn ạ. Cả một cái dàn lốp Michelin chủ xe cũng đã mới thay xong này. La răng đúc. Phía bên cánh cửa bên phụ cũng được là bấm tay để mở cửa quý bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa này. Cửa nóc này, chủ xe cũng đã lắp thêm vè che mưa. Đuôi gió, anten đuôi cá đằng sau đây ạ. Đó. Anten đằng sau này là chủ xe lắp thêm này. Vè che mưa này. Đó. Nhìn về cái phần nước sơn thì quý vị bạn thấy đây ạ. Thời tiết hôm nay rất là nắng nóng cho nên là để ở giữa trời nắng như này, nếu như mà bị tai nạn hay là va chạm gì thì nhìn nó rất là lộ nha. Chiếc xe này thì không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên là nhìn cái nền rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Đó, đây là cái nền này. Trời nắng như này là để nhìn xấu hay đẹp là nhìn rất là rõ này. Sơn có đẹp hay không, nền có phẳng hay không, nhìn rất là rõ luôn quý vị và bạn nhé.
Đấy, rất là đẹp, một chiếc xe màu trắng. Về cái phần ngoại thất thì đẹp như này rồi đấy quý bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa bên lái, phía trước bên lái cho quý vị và bạn cùng xem. Đấy, khóa thông minh bấm tay là mở cửa này. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ của chiếc xe này. Keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy, keo chỉ nguyên bản. Táp bi cánh cửa này rất là đẹp này. Gương chỉnh kính chỉnh điện này, gương chiếu hậu gập điện này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản luôn quý bạn này. Đó. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên luôn, chưa có bị tháo tí nào cả. Đó. Vô lăng cần số đều rất là mới này, nội thất da đều rất là mới. Thưa với quý vị và các bạn, ở phiên bản Kia Forte từ năm 2011 thì là cũng đã lên một cái form mới, thay vào đó là hộp số tự động 6 cấp quý bạn nhé. Có sang số thể thao trên vô lăng đây này. Đó. Sang số thể thao trên vô lăng và các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng. Nội thất da cao cấp, cửa nóc đầy đủ rồi quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Cũng giống như vậy này, keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Đấy, còn rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Táp bi này, táp bi cũng rất là mới. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong cũng như là về cái phần option của chiếc xe này quý vị và các bạn nhé. Đấy, thưa với quý vị và các bạn đây, đồng hồ công tơ mét đây quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 9.600.000 km rồi quý vị và các bạn nhé. 9.600.000 km rồi, và chủ xe cũng đã lắp thêm cái màn hình Android đây này. Đấy, màn hình Android đây quý vị và các bạn nhé. Tôi đang khởi động cái màn hình Android lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Chủ xe đã lắp thêm màn hình Android tích hợp camera lùi. Đấy. Tôi mở cái video này lên cho quý bạn cùng xem nhé. Đấy. Điều hòa tự động này, đèn nổ start top này quý bạn nhé. Từ vô lăng cần số này đều rất là mới, rất là đẹp luôn này. Đấy, cho đến những cái táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Táp lô này rất là mới này, táp bi cánh cửa đều rất là đẹp này. Từ những cái phần cửa nóc đây quý bạn này. Đấy, cửa nóc này, nội thất đều rất là đẹp này. Đấy, tôi mở thử cái cửa nóc cho quý bạn cùng xem nhé. Đấy, cũng chỉ một chạm thôi. Đấy, cửa nóc một chạm là đóng mở được rồi quý bạn nhé. Nội thất rất là đẹp. Tôi lại tiếp tục tắt cái máy này đi và tôi sẽ ra ngoài để giới thiệu cho quý vị và các bạn về những cái phần còn lại của chiếc xe. Đấy, về cái phần nội thất thì quý vị bạn thấy đẹp. Hàng ghế phía sau đều rất là đẹp, rất là mới quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất phía sau này đều rất là mới này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái nắp cốp sau cho quý vị bạn cùng xem về cái nắp cốp sau này. Đấy, cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Còn rất là mới, rất là đẹp. Đấy, cốp thì rất là rộng rồi. Ở cái những chiếc xe ở cái phiên bản sedan thì cốp đều rất rộng quý vị bạn ạ. Đấy, chúng tôi cũng vừa mới dọn dẹp thì chiếc xe đây rất là đẹp. Đấy, lốp sơ cua đây quý vị bạn nhé. Lốp sơ cua thì chủ xe cũng đã thay toàn bộ về cái lốp Michelin hết rồi. Chủ xe này thay một loạt toàn bộ Michelin hết cho chiếc xe này rồi đấy quý bạn nhé. Lốp Michelin thì đi rất là êm, rất là xịn, đỡ ồn. Cho nên là chủ xe đã thay một loạt lốp Michelin. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị các bạn cùng xem. Từ những keo chỉ này, keo chỉ là còn nguyên bản này. Cho đến ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé.
vẫn còn nguyên này, táp bi cánh cửa này rất là đẹp. Nội thất ở cái hàng ghế sau này cũng còn rất là mới đây quý bạn này. Da này là da cao cấp rồi quý bạn nhé. Đấy, còn nguyên, đằng sau này thì ít người ngồi cho nên là ghế nó mới hơn. Chủ xe cũng đã lắp thêm bộ thảm lót sàn 5D và dưới đó là lót cả sàn da rồi quý bạn nhé. Cửa nóc này, trần này đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý bạn cùng xem, cũng là bấm tay để mở cửa này. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên. Táp bi cánh cửa này, táp lô này đều rất là đẹp quý vị và bạn nhé. Từ táp bi này cho đến vô lăng cần số này, tay phanh đều rất là đẹp này. Táp lô này rất là mới quý vị và bạn ạ. Đấy, cái ghế bên phụ này cũng rất là đẹp. Lót sàn 5D. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý bạn nhé. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte SX 2012 này một cái khối động cơ xăng 1.6 lít DOHC đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Thưa với quý vị và các bạn, từ cuối năm 2011 thì Kia cũng đã trang bị nâng cấp cho cái hộp số cho chiếc xe Kia Forte này là cái hộp số tự động 6 cấp thay vì đó đằng trước đó là cái hộp số tự động 4 cấp quý bạn nhé, đi mượt mà hơn, êm ái hơn quý bạn ạ. Đấy. Và điều đặc biệt ở cái động cơ này thì quý bạn thấy đấy, từ ốc mặt máy cho đến ốc chân máy này toàn bộ là nó còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, và rất là đẹp. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, rất là mới đây quý bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm hay là chưa có ngập nước gì cả đâu quý bạn nhé, tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe 2012 tính ra đã 10 năm sử dụng rồi quý bạn ạ, và rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, với cái động cơ này thì chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, về cái động cơ này quý vị các bạn có thể đem đi check tại bất cứ nơi đâu mà quý vị và các bạn mong muốn đấy. Và đây là cái ốc cabo này, ốc chân cabo đây quý bạn nhé. Ốc này là những cái vết này là do dọn dẹp mà nó bị bay sơn thôi, chứ còn là còn nguyên, chưa có vết tháo đâu quý bạn nhé. Đấy, chưa có vết tháo đâu. Đấy, chưa có một cái vết tháo quý bạn ạ. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên này, keo chỉ cabo còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Đấy, những cái này là do nó bong sơn ra thôi, chứ còn là cái keo chỉ là còn nguyên này. Keo chỉ là cabo còn nguyên luôn quý bạn nhé. Keo chỉ cabo còn nguyên. Đấy. Ốc bản lề này, ốc cabo này, ốc chân cabo này còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, và còn rất là đẹp. Từ những cái tấm cách nhiệt của cabo này cũng còn rất là mới, rất là đẹp đây quý bạn này. Đấy, toàn bộ về chiếc xe này thì rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và về phần động cơ của chiếc xe Kia Forte phiên bản SX số tự động 2012 tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn khi mua xe.
Và với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 350 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa vì là từ đời 2015 là chúng tôi không thể hỗ trợ trả góp nữa rồi. Đấy. Từ 2015 trở lên thì chúng tôi có thể hỗ trợ trả góp, còn trở xuống là chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte phiên bản SX 2012 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.